Xin chào quý anh chị và hôm nay chúng ta sẽ tập một cái câu intro báo cho máy tính vì đó là em à, điều siêu rốc nhịp 24. Thì khi chúng ta tập intro này nó rất là dễ. Cái lợi ích là chúng ta điều chỉnh hòa âm nó nhanh. Cái thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái câu intro này để chúng ta làm cái câu dạo giữa bài. Ở giữa bài thì chúng ta dùng cái intro này chúng ta dạo giữa luôn, chèn nó vào à, tại vì nó dài vừa đủ để chúng ta dạo giữa à, giọng là thứ. Hay việc anh đánh trước rất dễ, anh em cùng xem hết clip và cùng lấy đàn là tập nha. Chèn vài nốt vào để chúng ta biết thêm những cái nốt ở ngang ba ngang đầu tiên nữa. Ok, vô là thứ nè, xịu rock như 24 nhịp chân nha quý anh chị và bass nè, vậy nè. Ví dụ hết giữa bài thì chúng ta cũng dạo lại. Ví dụ hết giữa bài này. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Đó, cũng dạo câu này luôn. Hôm qua thì có một anh ảnh nói là nếu như chúng ta không đánh nốt á thì chúng ta dạo âm thì cũng đúng à, dạo học âm đơn giản thì cũng được. Tuy nhiên khi mà chúng ta học thì những cái nốt intro chúng ta cần phải tập. Ví dụ hôm nay cũng Khánh chúng sẽ chào vài nốt cho anh em để anh em nhiều khi chạy những cái nốt nó quen. Nốt ba ngang đầu chúng ta phải biết anh em ạ à. Nó không khó à, tập hoài nó quen. Rồi đến với con chơi nha, là thứ nè. Bát 3 2 1 2 3 bát gì nằm nè, đó rất dễ luôn, intro này rất dễ luôn. Và chúng ta nhớ nhịp chân ở dây số bát, dây bát nè, và dây số 1 bát và móc dây 2 dây 3 là bà đó, bát và mi trẻ nhịp nè, pha trưởng một nhịp, son trưởng một nhịp nè. Trẻ nhịp ha, pha trưởng thì anh em ráng tập đi để chuyển luôn hợp nhanh. Làm lại nè, là nè, mi đó. Chúng ta phải ghi hợp âm ra để chúng ta nhìn vô, là chúng ta biết à, mi đánh bass 3 2 1 2 3 là chuẩn bị chuyển cái pha đi, là phải chặt vô liền. Khi anh em tập á, anh em phải chú ý là chúng ta luyện ngón tay trái cho nó nhiều để chuyển hợp nó nhanh, là chơi được bài nào cũng được, rất là nhiều bài, 100.000 bài cũng được nếu chúng ta chuyển hợp âm được. Còn nếu không âm chuyển hợp âm không xong thì không nói được cái gì nữa hết. Ok, mi 3 2 1 2 3 pha đó, pha trẻ nhịp với son nè, bát 3 2 chuyển liền, bát 3 2 re la, khúc này nè, nốt si hợp âm mi thứ kèm thêm bát là dây 6. Thì sau này chúng ta đọc tấu cho người ta biết à, nó si này, dây 2 buông nè, nó nằm cho hộp mi thứ, si mi mi đô
Rê, Đô, La. Nói vậy đó. Thì cũng phải chèn vài nốt để anh em biết là để Mi, Rê, Đô, La. Rê ngón áp út nè. Rê, Đô, La. Nhiều khi anh em không có luyện ngón 1, 2, 4 thì bấm ngón áp út này chúng ta không biết bấm ở đây, chúng ta bấm lộn xộn những cái ngón này vô đây, những cái ngăn này là không đúng. Ngón trỏ này vô ngăn số 1, 2, 3, 4. Nó luyện trỏ đều nè. Si, mi này như 4 nè. Là dây 3 và dây 5 nè. Nó la và nó là 2. Không cần biết em là ai. Chúng ta nếu mà chúng ta kẹp cao bốn ngang ba thì chúng ta cũng đánh đi những nó đi chèn như vậy, đúng không? Nó quá dễ đi ha. Rồi bây giờ Khánh sẽ nói thêm về cách quạt. Quạt thì chúng ta khi mà cao trào chúng ta mới quạt. Có những ở với cái bài này có những lúc đoạn nốt nó treo rất cao, chúng ta quạt nó mới đã. Ví dụ để rồi từ đó bao yêu em không ai để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn đó. Ví dụ đó thì trong bước chân lúc đó đó chúng ta đang hát cao và chúng ta quạt nó mới lên được, giống như lên dốc vậy. Lên dốc chúng ta phải quạt giống như kéo xuống số xe số, kéo số 1 lên dốc mới nổi, còn chúng ta móc lên không nổi nha. Ví dụ đó là em nhẹ để rồi từ đó ta yêu em không ai đó. Quạt như vậy nè, mọi người thấy nè, xuống lên xuống lên xuống lên chuyển cái tay là quạt gió đều, quạt bích cũng vậy, quạt tay cũng vậy thôi, thì cũng là xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên chuyển. Khi mà chúng ta quạt ấy, thì cái tay trái chúng ta là phải chuyển không âm nó nhanh. Ví dụ để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dại buồn, rồi từng chiều đến nghe nói buồn vô biên. Biên lúc nào thấp xuống là chúng ta móc dây vô biên, cành cái chữ biên đó là móc chúng ta bắt vô biên. Cho dù biết em rồi đi. Được không? Quan trọng á, chúng ta tập một bài á cho nó êm, chúng ta cảm nhận nó rồi cảm nó cho nó êm xuôi rồi chúng ta hãy chuyển qua bài khác. Tập một cái điệu tập cho nó êm cái bài hát này đã, gian tấu rồi intro nè, rồi dạo giữa rồi gian tấu rồi kết bài cho nó êm cái nào, rồi những bài sau làm nó rất là nhẹ nhàng. Có nhiều anh chị và các bạn á, tập bài này chưa xong mình chuyển qua bài khác, cũng như là quạt nó chưa êm rồi thì mình chuyển qua nhiều bài á, nó không có hiệu quả. Khi mà các anh chị mà đến lớp học á, thì bắt buộc Khánh phải trả bài xong một bài mới qua bài mới được, nên nhiều khi các anh chị bạn tập nó nản. Như vậy hãy chọn cái bài mình yêu thích nhất mình tập để cho nó có cảm xúc nhất. Có nhiều bài á các anh chị tập hát mà nó không cảm xúc, mình không có đặt cái tâm trạng mình cái cảm xúc nó vô thì mình nó không có hay, nó tập nó không có hứng thú, không thú vị. Chọn bài mình yêu thích nhất, tâm trạng nhất rồi mình tập tập xong cái bài đó là ok. Anh chị và các bạn ghi chú lại cái câu này đó để chúng ta ứng dụng luôn những cái bài mà siêu rock nó tốt, và tập cái câu này để chúng ta dạo giữa luôn. Ví dụ chúng ta hát thành phố buồn cũng vậy, thì dạo giữa chúng ta thấy là học một mà
mà chúng ta áp dụng được 10, 100, 1.000 nha. Cảm ơn anh em theo dõi rất nhiều nha. Anh em nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái clip mới. Ý kiến thắc mắc thì anh em comment bên dưới nha chỗ ánh. Anh em bấm like clip nha. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Chúc anh em vui vẻ với những tiếng đàn mà anh em thoát ra. Uống một tí ấm rồi ngồi chúng ta đánh đàn thú vị trong buổi tối. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.